Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Đấy, dựng quả bóng keo cái đã. Rồi. Hey. Ôi bạn ơi làm gì mà căng? Ôi bạn ơi làm gì mà căng? Ôi bạn ơi làm gì mà căng? Bộ được tuyết hả bạn ơi? Làm gì mà căng hả bạn ơi? Hey. Hey bạn ơi làm gì mà căng hả? Làm gì mà căng hả? Xanh mộ cho bạn ơi, khá bảnh nhỉ? Đặt cái tên khá bảnh nhà em. Ui dồi, khá bảnh. Xanh mộ chưa khá bảnh. Gặp khá bảnh và kêu luôn khá bảnh anh em ạ. Ơ? À, đứa nào mà chạy xe vậy? Ui dồi, các bạn lại rảnh quá cơ đặt làm quả tên khá bảnh. Ui, cảm giác như là bom rơi, tôi sắp bị nổ rồi nha bạn. À, nhà bên cạnh có người này. Ok ok. Ngay chỗ nhà 240 có người rồi anh em ơi, từ từ. Đấy, nó đang ngồi trong nhà anh em ơi. Ra ngoài đi em ơi, ra ngoài đi em ơi. Nhảy ra ngoài đi em ơi, anh sẽ cho xanh mộ bây giờ. Đúng rồi em ơi, chạy qua bên này, chạy qua bên này, chạy qua bên này. Đúng rồi, chạy qua bên này, chạy qua bên này. Ui, chạy qua bên này này. Xanh mộ cho em. Chạy qua bên này mà không xin phép anh hả? Thế là xanh mộ nhá. Bây giờ thì mình sẽ ăn nâng giáp để lên được giáp 4 này. Quá đã anh em ơi, quá ngon. Ui, xe này hả? Xuống đây em ơi, xuống đây em ơi. Hey. Chạy xe xuống đây em. Ui, sợ à? Chú sợ à? Ok, hẳn là sợ cơ. Ui dồi ôi, thanh niên yếu quá nhỉ. Thanh niên kia nó sợ quá, nó chạy mất tiêu rồi anh em ơi. À đây. Ui dồi, à đây, à đây, ui. À đây. Xuống rồi nào. Xuống rồi nào em ơi. Ui dồi em ơi. Chạy à, mày chạy với anh à? Qua đây em. Mày chạy à? Ui. Em ơi, chạy rồi à? Đây, mình sẽ lấy con xe này, đuổi theo nó luôn anh em ơi. Ui, bên cạnh mình có một đứa rồi nhá. Từ từ anh em ơi, thằng này xử lý sau nhá. Bây giờ đuổi theo cái thằng chạy xe quân đội ở đã. Đấy. Đuổi theo thằng chạy xe quân đội ở đã này. Ui, nó chạy phía sau mình à? Ok ok đây. Kẹo chạy, vòng lại phía sau nó này. Ui bạn ơi, làm gì vậy em ơi? Em ơi đừng có chạy em ơi, đừng có chạy em ơi. Ui, thằng kia nó sấy xe mình này. What the hell, sấy xe quân đội thì không sấy. Lại đi sấy xe mình nhỉ? Lại đi sấy xe mình nhỉ? Ui, làm quả ngã xuống ăn tông anh em ơi. Xíu đai, xíu đai, xíu nó đai kìa. Xíu nó đai rồi anh em ơi. Hay là mình đang còn sống nhá. Làm quả kẹp bánh xe, kẹp bánh xe anh em ạ. Ui, làm quả kẹp bánh xe anh em ơi. Ui, lái xe ghê vậy. Ui, lái xe ghê vậy. Ui, lái xe ghê vậy. Ok, xanh mộ cho em. Xíu nữa kẹo đai anh em ạ. Ui dồi ôi, xe cá nhưng không chết anh em ơi. Mừng quá nhỉ. Quá là mừng rồi nha anh em. Xíu nữa đai nhá. Hên là vẫn đang còn sống để livestream với anh em này. Xíu nữa đai lại phải chơi trận mới rồi. Đây, xem cái hòm sắt của nó có gì không nhỉ. Mà nó chạy ghê vậy. Chắc là không có gì. Ui, khá là nhiều đồ ngon để chứa anh em ơi. Bây giờ thì mình lượm. Và mình đã có tất cả đó là 6 túi cứu thương rồi nha anh em. Xem mình đâu nhỉ? Ở đây. Xem mình đang ngay phía dưới anh em ơi. Vẫn chạy được này. Xe hơi nát nhưng mà không sao cả. Vẫn chạy ngon nhá. Ui đây. Ok này. Lại có xe chạy đi săn mạng rồi anh em ơi. Lúc nãy cái nó phá xe mình ghê vãi trưởng đấy. Là mình cũng sợ. Wow, đấy con này anh em ơi. Lên phía trên này các bạn ơi, còn lại có 18 nữa thôi anh em ơi, cố gắng thêm một nào. Cái thằng mà vừa chạy ở đây đâu? Cho nó chạy qua khu khác rồi anh em ơi. Nên là bây giờ thì kẹo sẽ lên thẳng khu vực đó là cánh đồng nha các bạn ơi. May mắn phết anh em ạ. Xíu đai đấy. Sợ thật, sợ thật. Mình đã sợ nó quá nhỉ. Ok. Cùng kẹo đi, săn mạng nào mọi người ơi. 18 thằng nữa thì coi. Xem là chúng nó ở đâu cả rồi nha em ơi.
Hello, chào các bạn. Kẹo chúc các bạn xem live vui vẻ nhá. Anh em đừng quên là hãy follow kênh để ủng hộ cho Kẹo nhá. Thank you mọi người. Lên phía trên này coi anh em ơi. Wow, chưa thấy ai cả đấy. Cánh đầu này anh em nghĩ là sẽ có thêm người không nhỉ đây. Kiểu chạy nãy giờ nhưng mà chưa thấy thêm một ai đâu. Buồn ghê ta anh em. Xe chạy thì ngon rồi, chẳng qua là người không thấy thôi. Đấy, người không có thấy mới là vấn đề chính này. Ui, chẳng thấy người đâu nhưng mà lại thấy đã bị hạ này. À, có thêm một đứa nhá. Có thêm một đứa nhá anh em ơi. Chạy lùi à? Mày chạy lùi à? Ui, mày chạy lùi à? Rồi, chạy lùi hả mày? Chạy lùi hả mày? Xuống xe mày. Xuống xe mày. Mày chạy à? À mày chạy à? À mày chạy à? Xanh mộ cho em lại còn chạy lùi nữa cả. Thật ghê rồi. Anh lại sợ chú quá cơ em ơi. Chạy lùi à? Ok. Có cả nòng số 3 cả. Ngon, để tạm cái nòng số 3 trong ba lô anh em ơi. Thế thì Kẹo sẽ vứt cái nòng số 2 thử đi nhá. Đó. Thế nên có gì vậy? À quên, không lượm sát nào cơ. Ê đối với em à? Có một thính mới ngay phía trên anh em ơi. À thằng này còn gọi đâu luôn thính cả. Ủa thế mình lên thính phía trên cái đã. Ok ok. Có giảm thanh Kẹo có rồi nên là bước đi nha anh em ơi, không cần giảm thanh nữa đâu. Một giảm thanh là đủ rồi anh em ơi. Đây, giờ chạy xuống khu phía dưới và tiếp tục đi kiếm thêm bạn nữa nào. Đấy, chạy xuống khu phía dưới này anh em ơi. Đấy đấy, thì kia nó vừa lượm đồ thính này. Ok ok, vừa lượm đồ thính nhà em. Đây, bây giờ anh chạy xuống với em ngay này. Xem nào, mày chạy kịp không hả? À, đây à? Đồ thính là đây chứ còn ở đâu nữa hả anh em ơi? Bực cây à? What the hell, bực cây à? Ui bực cây à? Ui bực cây à? Ui bực cây à? Hack sock chưa em ơi, bụi cây à? Sợ quá nhỉ. Ui đậu xanh, ui đậu xanh, ui đậu xanh em ơi, đậu xanh em ơi. Ui cái vậy ai chơi hả em ơi? Đây Kẹo cuốn thêm máu cái đã nào. Gắt quá các bạn ơi, gắt quá các bạn ơi. Gắt quá các bạn ơi, gắt quá các bạn ơi. Ui gắt quá các bạn ơi, ok. Xây mộ rồi nhà em. Một tính máu lớp anh à? Ồ, một đứa ngay trước mặt rồi anh em ơi. Ghê à nha, ui nữa hả? Thế thì ghê rồi. Thế nó lại ghê quá rồi anh em ạ. Đây đây, Kẹo quần máu cái đã. Các bạn ơi, đừng làm mình sợ các bạn ơi. Ui, đừng làm mình sợ các bạn ơi. Mình sợ các bạn quá đấy. Ngay phía dưới à? Ngay phía dưới à? Ngay phía dưới à? Ui, đậu xanh ngay phía dưới à? Mày định xấy anh à? Ồ, phía dưới này các bạn có tận 2 đứa cơ anh em ơi. Căng vậy ai chơi? Vẫn đang phía dưới này. Vẫn đang phía dưới này. Vẫn đang phía dưới này. À, coi chừng sức mạnh nhé em ơi. Nào, đang ở ngay chỗ gốc cây nha em ơi. Đang ngay chỗ gốc cây thôi nha em ơi. Mình có mỗi 2 quả lựu này. Không câu được nó này. Không câu được nó này. Ui, đậu xanh mình chạy à? À đậu xanh mình chạy à? À đậu xanh mình chạy à? Ok, mình tính chơi ai nhỉ? Tưởng chơi em là dễ à? Nào để coi. Tính còn mỗi 3 3 thôi nha em ơi. Thế cứ kệ nó vậy. Mình sẽ qua đây để lút đồ cái đã. Lút thân đồ này nha em ơi. Chỗ này không có mong keo ấy, còn mỗi... Đây, ổng ngắm đích này ngon. Xem nó đâu anh em ạ. Ui, chúng nó vừa kêu nhau rồi. Gắt vậy, gắt vậy. 2 đứa đều có giảm thanh cả thì phải anh em ạ. Gắt vậy ai chơi hả anh em ơi. Thêm mong keo này. Ok, dắt cho nổ mới đây anh em ơi, ngon. Thế đứng tạm đây cái đã. Thêm mong keo này anh em ơi. Đấy,
Để xem nào. Lựu đạn các thứ này. Ok, tuyệt vời. Đây à, đây à. Đây à, tưởng ở đâu cơ, đây à, tưởng ở đâu cơ. Tưởng bạn đâu cơ, bạn đấy à. Mình đang đứng trước đầu rồi nhá. Ui. Đậu xanh, làm gì vậy, ui đậu xanh. Đậu xanh, mày chạy à, à mày chạy à. Xem mày chạy được đâu. Đây. Anh đang đứng giờ đây rồi. Xem mày chạy được đâu. Chạy đi em ơi. Cho chú chạy rồi nhá, anh không ngại nhá. Chạy đi em. À mày chạy à, à mày chạy à. Xanh bộ cho em. Mày chạy hả em. Ui. Thằng nào chơi dao vậy. Thằng nào vừa gạ dao gạ chảo nhá em ơi. Sợ quá sợ quá. Chạy xuống dưới cái đã. Ui. Ghê vậy ghê vậy. Ui. Ngay chỗ này nhá em ơi. Ngay chỗ này nhá em ơi. Ui ngay chỗ này nhá em ơi. Ngay chỗ này nhá em ơi. Ui. Ghê vậy. Từ nhá em ơi. Thế bây giờ thì kẻo sẽ chạy xuống phía dưới này nhá em ơi. Để vào trong bo trước cái đã. Đấy phải vào bo trước thì mới có được một cái lợi thế tốt hơn nhá. Ok anh em. Nữa hả? Ui, nữa hả? Chạy bo này. A à, chạy bo này. A à, chạy bo này. A à, chạy bo này. Ui, chúng nó chạy bo đông quá mà anh em. Đây đây. Còn lại có 27 giây nữa này. Ghê vậy ai chơi hả anh em ơi. Ui, lại còn hack xong nhau nữa cả. Còn lại có 5 đứa nữa thôi anh em ơi. 5 đứa nữa thôi anh em ơi, cố gắng thôi một nhá. Nào anh em. Đây mình chạy cái vòng nó thật to nhá. Thì khả năng sống sót của mình nó sẽ cao hơn này. Wow. Đây rồi các bạn ơi. Phía trên cây xa quá. Kệ vậy kệ vậy. Mình sẽ chạy theo cái lối này. Ui. Thằng nào lái xe vậy. Lái xe gắt vậy. Đừng chạy qua đây bạn ơi, mình sợ. Nó đứng ngay ngoài đó anh em ơi, đây đây. Kẻo đang ở trong bo rồi. Chạy mãi lên trên rồi anh em ạ. Ghê rồi nha, mình ở đây là an toàn rồi này. Ui. À. Gắt vậy, ui. Xe nhó ghê vậy. Thế mình sợ rồi anh em ơi. Nào nào. Từ từ để mình để lên phía trên cái đá này. Thằng quân từ cuối anh em ơi, thằng cuối anh em ơi. Nòng ba nhá các bạn ơi. Săn tốc 1 rồi, còn từ cuối nữa anh em ơi. Không biết là nó bên hông hay là nó đã lên trên rồi nhỉ. Mình có 5 quả bóng keo này, ok. Chờ nó thôi các bạn ơi. 7 giây nữa này. 6 giây nữa này. Ui. Chắc đang qua nhà gỗ rồi. Cứ chờ bó thủ cái đã. Ok. À đây, à đây. Đây à, đây à, ui đây à. Đây à, ui đây à, ui đây à, ui. Ui đây à. Chạy à, nhân giống rồi nha mày. Wow. Ok, tuyệt vời. Ăn mừng nào nha mày. Nhảy mừng nào. Đứng ngoài bo luôn nha mày. Đứng ngoài bo luôn, ngại gì. Đứng ngoài bo luôn nhé. Tuyệt vời nha mày. Ta-da-da-da-da-da-da. Ok, top 1. Thế là xong. Ok, yes. Như vậy là trận này thì kẹo đã được top 1 với 8 kill rồi nha em ơi. Tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.